giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô Thảo ơi, cô thấy Thanh Phương như có băn khoăn gì phải không? Dạ đúng rồi ạ, vừa nãy thì Thanh Phương có nghe yêu cầu của một vị khán giả nhưng mà suy nghĩ mãi không ra. À, hay là bây giờ cô Thảo nghe thử qua xem cô Thảo có ý kiến gì không nha. Alo, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày phải không ạ? Mình là Khánh Huyền. Cuối tuần này mình có một người bạn ghé nhà chơi, nhưng mà ngặt nổi bạn đó là ăn chay trường. Mình thì lại ít nấu món chay lắm. Chương trình chỉ giúp mình một món chay ngon mà lại lạ, dễ nấu nha. Không biết là cô Thảo có nghĩ ra cao kiến gì chưa? Cô đã nghĩ đến một món chay rất là ngon và chắc chắn là lạ miệng đối với quý vị khán giả. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp để thực hiện món khổ qua kho chay. Để làm món khổ qua kho chay thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị hai trái khổ qua lớn, hai trái ớt hiểm, một miếng đậu hũ trắng, nấm mèo, bún tàu, bột năng và poro phi vàng. Ngoài ra chúng ta cũng cần chuẩn bị thêm một chén nước dừa xiêm, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Đậu hũ trắng mua về thì quý vị khán giả sẽ chần sơ qua, rồi sau đó cho vào khăn vải mùng, mình vắt cho thật là ráo đi. Cô đã chuẩn bị trước cái phần đó rồi đây. Nhờ Thanh Phương giúp cho cô tán cho thật là nhuyễn cái phần đậu hũ này ra. Củ qua thì chúng ta sẽ cắt những cái đoạn khoảng chừng 1 phân rưỡi. Tiếp tục đến giai đoạn là chúng ta sẽ bỏ cái phần ruột này đi. Thì Thanh Phương cũng có thể giúp cho cô tiếp tục cái phần này nha. Quý vị khán giả sẽ đập dập hai trái ớt hiểm này ra. Rồi, Thanh Phương đã hoàn tất rồi. Và phần đậu hũ thì Thanh Phương cũng đã dầm nhuyễn ra như thế này được chưa cô? Cô cảm ơn Thanh Phương. Chúng ta sẽ tiếp tục làm phần nhân. Ngoài cái nguyên liệu chính là phần đậu hũ nè, thì chúng ta sẽ tiếp tục cho vào khoảng 2 muỗng canh nấm mèo. Phần bún tàu tương tự cũng vậy, chúng ta ngâm nở, cắt khúc ngắn. 1 muỗng cà phê bột năng, 2 muỗng canh poro phi vàng nữa, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu nè, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, cuối cùng là nửa muỗng cà phê đường, chúng ta trộn đều lên. Giờ đây thì phần nhân đã có một cái màu sắc rất là đẹp rồi. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta chỉ có việc bỏ vào trong khổ qua thôi đúng không cô? Để Thanh Phương giúp cô công đoạn này nha. Wow, trông đẹp quá. Tiếp theo, cô sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Trước khi kho đó, để cho món ăn ngon hơn, thì chúng ta sẽ qua một cái giai đoạn là chúng ta chiên để cho cái phần nhân này nó sẽ hơi rám mặt. Và cái mục đích của việc chiên như vậy á, sẽ làm cho món ăn chúng ta ngon hơn rất là nhiều và đồng thời làm cho khổ qua không bị bở. Lúc đầu thì Thanh Phương cũng rất là thắc mắc tại sao món kho mà lại phải chiên lên. Thì ra đây cũng là một kinh nghiệm để làm cho món kho của chúng ta ngon hơn. Khi chúng ta chiên sơ qua khổ qua như vậy thì sẽ làm cho khổ qua săn mặt, khổ qua không bị bở và nhân sẽ kết dính hơn. Và bây giờ thì cô sẽ xếp khổ qua vào. Chúng ta sẽ không cho ngập dầu mà chỉ cho một lượng dầu ít thôi. Đúng rồi. Và khi chúng ta chiên một mặt nó hơi rám lại rồi thì chúng ta sẽ trở sang mặt còn lại. Và chúng ta sẽ pha một cái hỗn hợp để chúng ta kho với lại cái khổ qua này. Chúng ta sẽ sử dụng nè 2 muỗng canh nước tương Lisa, 1 muỗng canh đường nữa, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu muối thôi. Thanh Phương nhớ lưu ý nha, chúng ta chỉ cho vào khoảng 1/5 muỗng cà phê muối thôi. Cô Thảo ơi, thường Thanh Phương thấy là khi kho là chúng ta sẽ bỏ gia vị thẳng vào trong nồi luôn thì gia vị sẽ hòa quyện vào trong thức ăn. Nhưng mà tại sao ở đây thì cô Thảo lại pha một cái hỗn hợp riêng ạ? Khi mà chúng ta kho, chúng ta có thể để trực tiếp tất cả các gia vị này vào để mà kho chung. Tuy nhiên cái lượng gia vị này nếu mà chúng ta khuấy chung thành ra một cái hỗn hợp như thế này rồi chúng ta mới cho vào kho đó thì sẽ giúp cho món ăn của chúng ta, đặc biệt là những cái món kho đó, nó sẽ thấm gia vị nhiều hơn và làm món ăn sẽ rất là ngon. Chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp gia vị này vào, tiếp tục cho cái chén nước dừa xiêm vào. Cuối cùng nữa mình sẽ cho 2 cái ớt hiểm đập dập này vào và kho chung. Chúng ta sẽ kho lửa nhỏ khoảng chừng 10 phút để cho cái phần nước này nó rút lại còn xăm xắp là được. Cô Thảo ơi, khi mà cô Thảo cho nước dừa vào thì Thanh Phương biết là để cho nước kho thêm ngọt hơn. Nhưng mà tại sao lại cho thêm ớt vào, nó sẽ cay lắm mà khổ qua đã có cái vị đắng rồi. Đây cũng là một cái điểm đặc biệt của món ăn khổ qua kho chay này. Khi chúng ta cho 2 cái ớt hiểm vào á, ngoài cái mục đích làm cho món ăn của chúng ta có thêm màu đẹp mắt nè, có thêm cái vị cay để mà kích thích khẩu vị, và đặc biệt là khi mà cho ớt vào thì cái vị cay của ớt sẽ giúp giảm đi cái vị đắng của khổ qua. À thì ra là vậy, vậy là Thanh Phương lại có thêm một bí quyết nữa. Đó là chúng ta sẽ cho ớt vào trong nồi kho để làm cho nồi kho giảm bớt đi cái vị đắng vốn có của khổ qua. Vậy thì những ai mà hơi khó ăn bởi cái vị đắng nhân nhẫn của khổ qua thì chúng ta cũng có thể thực hiện cách này. Thơm quá cô ơi, chắc có lẽ là đã xong rồi cô ha. Đúng rồi.
Và chúng ta sẽ cho cái phần ớt này lên phía trên. Ừ, và một ít ngò nữa chứ. Một cọng ngò, đúng rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất rồi. Chưa đâu, cô còn rưới thêm một ít nước kho nữa. Vì cái phần nước kho này mới là phần hấp dẫn nhất của món ăn. Bây giờ thì cô sẽ gấp cho Thanh Phương thử nha. Rưới thêm một ít nước kho vào cho Thanh Phương nữa nè. Rồi, mời Thanh Phương thưởng thức. Ừ, cảm ơn cô. Nãy giờ Thanh Phương đợi giây phút này lâu lắm rồi đó. Wow, miếng hủ qua trông thật là hấp dẫn nè. Phần nhân có màu nước sốt, đâu cánh gián. Ừ, để Thanh Phương ăn thử nha. Ngon quá cô ơi. Thanh Phương không ngờ rằng khi cắn miếng đầu tiên, cảm nhận đầu tiên đó là vị đậm đà của gia vị nè. Vị dai dai của nấm mèo với lại bún tàu nè. Và đặc biệt là cái phần vỏ của khổ qua đó không hề bị đắng mà nó chỉ the the nhẹ nhẹ thôi. Rất là ngon. Hy vọng rằng với món khổ qua kho chay sẽ làm hài lòng chị Huyền cũng như tất cả quý vị khán giả. Và rất mong rằng với phiên bản mới của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ trở thành người bạn thân thiết chia sẻ những băn khoăn trăn trở của quý khán giả xung quanh vấn đề về chuyện bếp núc. Mọi thư từ xin mời quý vị hãy gửi về hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc có thể liên lạc đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số điện thoại 0838237557, hoặc truy cập vào website www.monngonmuoinhay.com. Còn bây giờ thì Thanh Phương và cô Diệu Thảo thân ái chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.